Vâng, đó là đoạn video ngắn mà em Ánh đã quay về cái đường ngõ trước nhà gửi tới quý khách hàng của em. Về cái vị trí của căn nhà mà em Ánh sắp tới gửi tới mọi người là thuộc tổ 16, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Giá chào bán là 1 tỷ 550 triệu đồng và đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ cũng như là giấy tờ pháp lý hợp lệ, giấy phép xây dựng cũng như là có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Và đặc biệt chủ đầu tư sẽ bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho mình nếu như mà mình mua cái căn nhà này nhá. Thì sau đây xin mời mọi người đi vào cụ thể cùng với em vào vị trí căn nhà. Em sẽ quay và review chi tiết nhất có thể để gửi tới mọi người. Cái căn nhà hướng nhà là hướng Tây Bắc và được thiết kế xây dựng là 4,5 tầng nha mọi người. Đây chính là vị trí của cái căn nhà mà em Ánh gửi tới mọi người. Với cái mặt tiền của cái ngôi nhà là 3,5 m mọi người ạ. Thiết kế là hai lớp cửa ngoài là cửa sắt kéo và bên trong là cửa nhôm Việt Pháp nha mọi người. Đây ạ. Sắt kéo và nhôm Việt Pháp. Mời mọi người vào phía trong phòng khách của cái ngôi nhà này cùng em. Đây chính là phía căn phòng khách của ngôi nhà. Như mọi người quan sát thì về trần thạch cao, đèn led cũng như là thiết bị vệ sinh và đặc biệt là sơn gạch thì đều đã hoàn thiện xong xuôi hết rồi. Với cái hiện trạng của ngôi nhà mà em Ánh quay gửi tới toàn bộ quý khách hàng thì căn nhà này chỉ việc dọn hành lý về và ở thôi nha mọi người. Với cái tầm tài chính 1 tỷ 550 triệu thì quý anh chị, quý cô chú cũng như là các bạn với cái tầm tài chính chỉ khoảng tầm 600 đến 700 triệu đồng tiền mặt là đã có thể sở hữu cho mình cái ngôi nhà này rồi nhá. Đây chính là phía phòng khách, mọi người có thể quan sát trần thạch cao được thiết kế theo hình thức giật cấp và toàn bộ đèn led chiếu sáng trong ngôi nhà này là đèn led tiết kiệm điện nha mọi người. Đó, tầng 1 ở phía phòng khách này là chủ đầu tư có để chờ để lắp quạt trần. Đây này, móc chờ lắp quạt trần nha mọi người. Đây, dây chờ để nếu như mà có lắp quạt treo tường thì là có thể lắp. Ngõ trước nhà thì là 2 m, cách cái trục trường đi ô tô mà đi lại thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm 15-20 m thôi mọi người ạ. Từ vị trí căn nhà này mà đi ra tới bến xe Yên Nghĩa nó khoảng tầm 4,4 km. Và từ vị trí căn nhà này mà đi ra tới ngã tư Lê Trọng Tấn đi lên tới Văn Phú Hà Đông thì nó rơi vào khoảng tầm 4,5 cây thôi. Rất là hợp lý, rất là thuận lợi với những vợ chồng mà trẻ này và có cái tầm tài chính vừa phải cũng như là đang sinh sống và làm việc tại khu vực quanh Hà Đông và Thanh Xuân. Rất là hợp lý nha mọi người. Mời mọi người hướng vào phía căn phòng bếp của ngôi nhà cùng em. Cái căn phòng bếp của ngôi nhà được thiết kế rất là chỉn chu. Cái màu sắc thì rất là nhã nhặn. Nó là tủ gỗ và được sơn màu ghi mọi người nha. Đó, toàn bộ cái tủ bếp này là được lắp đặt đầy đủ về những cái hệ thống bếp này là đều được lắp đặt đầy đủ phụ kiện bếp này đầy đủ hết rồi. Với cái phụ kiện bếp này, đồ dùng này, mọi người chỉ có việc dọn đồ về thôi. Như mọi người quan sát cái màu này nó rất là tinh tế, rất là đẹp đúng không ạ, rất là trẻ trung nữa. Về cá nhân của em Ánh thì màu này khá là hợp lý và em cũng rất là thích màu này mọi người ạ. Cái toàn bộ cái khu vực bếp là được ốp gạch 30-30 theo hình thức cái gạch bông ấy mọi người. Bây giờ là mới nhất, bây giờ cái loại gạch mới nhất bây giờ vào lắp vào cái phần bếp này nó vừa trang nhã mà cảm giác một cái phong cách nó rất là tươi trẻ. Đầy đủ về bồn cầu, về vòi chậu cũng như vòi rửa mọi người nha. Hồ sơ điện nước đều được lắp đặt đầy đủ hết rồi. Phía dưới tầng 1 của ngôi nhà có gồm một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa. Đầy đủ mọi công năng ở phía dưới tầng 1. Tầng 1 nhà vệ sinh là có cả máy bơm nước tổng lên trên toàn bộ hệ thống cái ngôi nhà này nha mọi người.
Phía cầu thang là được thiết kế một vách gỗ CNC để ngăn cách giữa phòng khách và cầu thang nha mọi người. Đây cũng là một cái hướng phong thủy mà nếu như quý khách hàng nào để ý một chút thì sẽ thấy là những cái nhà mà cầu thang mà hướng ra cửa thì mọi người cứ bảo đấy là phong thủy, nhưng cái vách CNC này là một cái điểm cộng cho cái ngôi nhà này nha mọi người. Mà mọi người hướng lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà cùng em, xem tầng 2 của ngôi nhà với cái diện tích 30m² thì được thiết kế và xây dựng như thế nào nhá. Đây chính là phía trên tầng 2 của ngôi nhà đây mọi người ơi. Tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế là gồm một nhà vệ sinh và một phòng ngủ rất rất rộng. Phòng ngủ của ngôi nhà này nó sẽ rơi vào khoảng tầm hơn 20m mọi người nha. Có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài rất là thoáng để lấy ánh sáng cũng như không khí vào trong toàn bộ cái hệ thống cái căn phòng ngủ này. Cái căn phòng ngủ này cũng có ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa hết rồi. Cái căn nhà trên tầng 2 này, cái phòng ngủ này, mọi người có thể quan sát gạch ốp lát là vân gỗ. Nhìn nếu như mà thoạt đầu tiên mọi người có nhìn sơ qua thì nghĩ rằng là sàn gỗ, nhưng không phải, đây là gạch giả gỗ thôi. Tạo nên một cái màu, như nói như nào nhỉ, để vào trong cái ngôi nhà này thì rất là ấm cúng mọi người ạ. Màu sơn của cái căn phòng này nó là màu vàng nha mọi người. Màu vàng nhạt. Cửa thông phòng đây mọi người ạ. Cửa thông phòng thì là được thiết kế là cửa nhựa nhá. Cửa nhựa composite, nó cũng là một cái mẫu cửa mà mới nhất hiện nay, thay thế cho cái chất liệu gỗ rất là ok. Bởi vì sao? Rất là bền cũng như là nhẹ mọi người ạ. Chống cong vênh, chống mối mọt với thời tiết nắng mưa nha. Trên tầng 2 của ngôi nhà thì là được thiết kế gồm một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh đây mọi người ơi, đầy đủ hệ thống sen cây, bồn cầu, lavabo, gương tắm. Cái nhà vệ sinh này thì được thiết kế rất là hài hòa về màu sắc gạch cũng như là cái phần gạch ốp mọi người nha. Có quạt hút mùi này. Mời mọi người hướng lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà cùng em ảnh nhá. Cái tầng 3, tầng 4, tầng 2, tầng 3, tầng 4 của cái căn nhà này được thiết kế tương tự nhau, gồm một phòng vệ sinh và một phòng ngủ mọi người ạ. Đây. Chính vì là được thiết kế tương tự giống hệt nhau, kể về cả màu gạch cũng như là màu sơn, rồi là cửa sổ để như thế nào, ống chờ điều hòa ra làm sao như nhau cả. Cho nên em anh sẽ quay rất là nhanh thôi. Đây, cửa đây. Và nhà vệ sinh đây mọi người ạ. Nhà vệ sinh trên tầng 2 đây. Nhà vệ sinh này thì là thay thế bộ sen cây bằng hệ thống sen tắm thường mọi người nha. Tiếp tới mời mọi người hướng lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà cùng em. Tầng 4 của ngôi nhà cũng được thiết kế như thế. Cái hành lang đi vào từ phía cầu thang mà vào tới cái căn phòng ngủ này cũng khá là rộng đấy mọi người ạ. Đó, nó phải tầm hơn 1 mét một chút. Hơn 1 mét, 1 mét 2. Đây chính là phía phòng ngủ trên tầng 4 mọi người ơi. Rất là rộng. Em ánh quay thì cũng khá là chi tiết từ phía dưới tầng ngoài đường này, vào phía tầng 1 này, rồi vào là các nguyên vật liệu được hoàn thiện trong cái ngôi nhà này như thế nào. Đây chính là nhà vệ sinh ở phía trên tầng 4. Như vậy thì tính đến em ánh đang đứng ở trên tầng 4 này, hiện tại là có 4 nhà vệ sinh rồi nha mọi người. 4 nhà vệ sinh rồi. Với cái giá 1 tỷ 55 thì khá là hợp lý. Tiếp theo em ánh xin mời mọi người lên cái tầng cuối cùng của ngôi nhà nhá. Tầng 5. Xem là tầng 5 này thiết kế như thế nào. Wow, trên tầng 5 đây mọi người ơi. Đó, mọi người có thể nhìn thấy đây chính là phần để máy giặt. Máy giặt đây mọi người ạ, đây này. Đây chính là phần để máy giặt và sàn thoát nước ở dưới đây.
Trên tầng 5 này thì đã được ốp gạch 40-40, vân kiểu theo hình thức gạch bông mọi người ạ. Mẫu mã rất là mới. Cái sân phơi này phải nói là siêu siêu rộng. Cái sân phơi này thì nó phải rơi vào khoảng tầm 25m, 25-26m đấy mọi người ạ. Khá là rộng. Với cái vị trí của cái căn nhà này nữa, xung quanh mọi người có thể nhìn xung quanh giúp em, rất là nhiều nhà cao tầng, cũng như là xung quanh thì là đầy đủ về cây xanh, tiện ích xung quanh rất là gần. Từ vị trí nhà này đấy, mọi người có thể nhìn thấy chung cư Xuân Mai ở ngay phía trước kia. Rất là hợp lý nha mọi người. Đây này, mọi người có thể nhìn luôn là trên tầng 5 của ngôi nhà là có bồn nước mọi người nha. Có bồn một khối rồi. Và ngôi nhà này thì có hệ thống bể nước ngầm để bơm nước sạch lên trên bể trên này, không sợ bị mất nước nha mọi người. Có bể ở dưới dự trữ, và bể dự trữ là 2 khối 7 nha. Như thế thì em Ánh đã quay cũng khá là chi tiết về cái căn nhà, về đường, về ngõ, về cái diện tích và về giá. Thì mọi người nếu như muốn biết thêm thông tin chi tiết thì có thể inbox riêng cho em Ánh, hoặc có thể liên hệ với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em nếu như mà thấy hay thì nhớ ấn vào nút like để tặng ủng hộ em nha. Và có thể là đăng ký kênh, nhớ nhấn vào nút chuông để có thể là những quý khách hàng đầu tiên nhận được những cái video bất động sản tiếp theo của em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.